Xin chào mọi người nhé. Hôm nay sẽ đi lắp cho ông anh cái camera và lại cái wifi. Ông anh làm trang trại nhưng mà lại muốn cái camera không dây chứ không muốn cái cam đồng bộ. Ông anh ở đây ông muốn lắp 4 mắt không dây và sẽ sử dụng đến cái cam không dây của Viettel iMount. Đây cái đường vào trang trại của anh đây. Hôm trước kéo cái đường mạng, kéo vòng qua bên kia, vòng theo cái đường núi, đường chân núi ở bên kia kìa. Hôm nay thì kéo sang cái trang trại thì phải sử dụng đến một cái wifi phụ với lại khoảng độ tầm 60 mét dây nữa. Đấy. Lắp trong trang trại là 3 cái, lắp ở ngoài sân là 1 cái, là 4 cái. Anh à, alo, vâng, vâng, ở đây sẽ lắp cái wifi vào. Vâng. Mật khẩu đó. Ăn đi đây rồi, ăn ăn vai. Nếu mà em hào câu nguồn điểm muốn đi ơi dập thì ăn. Con cái liên quan bớ bớ muốn đi lên nhỉ, bớ muốn đi lên nó phải ăn vai. Ăn vai. Đâu đâu bớ muốn đi lên. Ăn vai nhà này nhỉ? Liên liên cũng khó đấy mày. Rồi rồi. Tôi nghĩ là thấy cái đòn đi đâu. Rồi. Để có ra rồi ăn có mỗi đòn rồi được ố đi đó. Rồi rồi. Có lại bớ đòn đi lên á, em liên quan để phải định ăn thế này. Rồi. Ok. Điểm đây là ơi. Cứ ăn hỏi chính lên phải... Ok. Em tam em chích em bao cho điện chết luôn nhỉ. Rồi rồi. Chó chết luôn. Mấy chỉ nữa phải hiểu hay được. Chỉ cái nào về cái khẩu giản mày. Vâng. Tiếng ông đồ một xíu cho mày này. Đi à. Hả? Nhắm lau tha với chuyện đó. À.
Đây là cái con wifi phụ TP-Link. Đây dùng hai ổ cắm á. Con TP-Link này thì cài anh em đơn giản thôi nhé, cài đơn giản. Ở trên này nó có cái mật khẩu này, xong địa chỉ truy cập là tplinkwifi.net. Địa chỉ của nó là tplinkwifi.net hoặc là .0.1 anh em nhé. Mật khẩu độ dài 6-10. Kế tiếp bỏ qua này. Trang trại. Mật khẩu là 4 con 8 4 lần. Ok. Cho thấy thông wifi này. Ra kiểm tra lại cái wifi LAN này. Mật khẩu wifi này là chỉ là anh rồi. No. Có 10 ổ mà chị. Ừ, có ổ mà. Ta còn lên thời tiết này. Vâng. Thank you.
sáng siếc thế này. Đi lắp như này thì anh em đầu tiên là anh em phải kéo cái wifi về nhá. Xong wifi phải khỏe. Phải khỏe để sử dụng cái cam không dây. Cam nó sóng của nó yếu ấy thì cái lúc mà nó không nép. Không nép với lại là hay báo lỗi. Mấy cái này bị mất chân. Cái hạt di nó bị mất chân này nha. Ở đây nó có 80 chân này, nhưng mà lúc nãy bị mất cái chân, thảo nào không được. Mất chân. Cái đường mạng này nó cũng quan trọng lắm anh em nhé. Anh em lắp cam không dây thì anh em phải lưu ý. Đây anh em thấy cái đèn chưa? Đang đèn màu cam, bây giờ đèn xanh. Đèn xanh nó sẽ được anh em nhé. Đây đèn xanh, hai đèn xanh nó được. Bây giờ mình sẽ test ở trên điện thoại. Lắp xong cái wifi thì anh em thực hiện cài cam luôn nhé. Đấy ok rồi này. Test tốc độ xem nào. Ở đây anh em lưu ý nếu mà anh em không test được ấy, thì anh em sẽ cài nó bị sai hoặc là dây nó có bị vấn đề. Nếu anh test đủ tốc độ thì nó là ok. Đấy 30, nhà này gói 30mm này. Rồi bây giờ là đến camera. Hay lắp ở trong này hai chiếc anh em nhé. Thay đổi kế hoạch này, lắp hai chiếc ở trong này. Lúc trước tưởng là lắp ba cái nhưng mà xoay được cho nên là anh lắp hai cái đó. Anh em cài cấu hình cho cái cam trước xong rồi anh em sẽ lắp lên. Để tránh trường hợp anh em quét các kiểu các mã của nó lại anh em lại phải trèo lên trèo xuống. Tay của mình nó hay bẩn đấy anh em, cho nên là phải dùng cái túi ni lông này để che lại. Dưới thì anh em cho thẻ nhớ vào luôn nhé.
khay thẻ nhớ là anh em lôi cái mắt ở trên này, đẩy cái mắt của nó lên. Đây nó có cái chiều của thẻ này. Xong rồi anh em cắm điện. Lúc nãy đi quên cầm ổ cắm. Tí nữa phải đi mua. Anh em lắp cái cam không dây iMount này thì anh em chỉ cần tải cái phần mềm iMount ở trên CH Play hoặc là App Store, xong anh em vào cài đặt theo hướng dẫn là được. Ở trên này nó có, ở trong cái cam này nó có hướng dẫn này, này. Đấy. Đây thẻ nhớ 32GB này của Hikvision này, này. Thẻ SIM này anh ạ. Với cơ bản mấy cái cam chính hãng này không hay hỏng thẻ nhớ lắm. Mấy cái cam mà như kiểu cam Juicy ấy, cam mua trên mạng ấy, về rất là hay hỏng thẻ nhớ nhá. Rất nhiều khách bảo xuống sửa nhưng mà không có thời gian để đi sửa mấy cái đấy. Khi mà cái đèn này xanh rồi anh em thực hiện cấu hình cho nó nhá. Đầu tiên anh em kết nối đến Wi-Fi, xong anh em bật cái định vị lên. Sử dụng phần mềm iMount thôi. Anh em bấm dấu cộng ở bên góc tay phải, bấm quét mã. Xong anh em tiếp theo. Bấm tiếp theo. Tí nữa cái wifi này sẽ phát một cái, đây này, cái một cái wifi. Bấm kết nối. Anh em kích đến cái mật khẩu của wifi. Mật khẩu là 4x68 này. Bấm tiếp theo. Chỉ mất khoảng độ tầm 15 giây là xong. Cái thời gian này mà nó chạy càng lâu ấy thì nó chạy hết cái đến số 0 thì anh em phải kiểm tra lại mạng này, anh em kiểm tra lại cái kết nối của wifi. Khi mà anh em đã làm xong hết mấy cái bước như này thì anh em sẽ đặt lên những cái vị trí nào mà đây đang thêm thiết bị rồi. Đây anh em đặt tên cho nó nhé. Cái định dạng ngày thì anh em để DDMMI định dạng theo ngày tháng năm. Đấy, ok cho anh em. Đây là cái thứ nhất, đây là cái thứ hai này. Đây là cái đế, đây là cái đế cam này. Chỗ này chắc phải dùng cái đế cam như này. Bởi vì nó hơi nghiêng, ở góc trên này nó nghiêng. Nghiêng quá nhỉ. Xem cái vị trí này nó đặt được không. Anh em dùng thang anh em trèo lên nhé.
anh em kiểm tra xem cái hướng nào hoặc là góc nào nó đẹp đấy thì anh em sẽ lắp vào đấy. Tầm này thì nó hơi thấp nhỉ. Tầm này thì nó lại cao quá. Chỗ này thì nó lại thanh này lại hơi khó này. Góc này nó lại không quay được hết. Chỗ này thì đẹp này, góc cao này thì đẹp. Tầm này thì đẹp này. Cái gì có một cái thanh ngang như này bắn vào nó đẹp. Rồi, cài tiếp con thứ hai anh em nhé. Anh em vẫn bấm vào dấu cộng đây, quét mã. Em quét thôi. Bấm tiếp theo. Tiếp theo. Tí nữa hiện cái wifi thì anh em bấm kết nối vào là được. Kết nối. Trang trại này 686868. Khả năng cái dùng cái này anh em ạ, làm cho nó đẹp. Thanh này ngắn quá. Xong rồi anh em đặt tên cho nó đó. Đoạn dưới này thì nó lại thấp quá, đoạn trên này thì khó bắn vào. Đây cái gì tầm này sẽ đeo này. Thôi cho vào vị trí này. Đây là cái đế để cho vào nhé nha. Đây cái đế cam.
tầm ở giữa là đẹp nhất. Chỗ này à, tàu này nó đẹp. Nhưng mà tàu này tầm này thì là vít được mỗi một ốc. Vít được mỗi một ốc thôi anh ạ. Đây cái đầu đựng. Đây ốc vít của nó nữa.